Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chú Ba Duy. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những câu chuyện ma của tất cả những bạn khán giả đã gửi về cho kênh của Duy kể lại. Những bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Duy cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi nghe chuyện ma, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube để giúp Duy với nha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên này Duy được gửi lại từ một bạn nữ, mà bạn nói ông ngoại của bạn ngày xưa bị người ta bỏ bùa bằng bùa máu dơ của phụ nữ á mọi người. Bạn nói cái câu chuyện này á, nó xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Nó xảy ra đâu tầm năm 1950 mấy, bạn không có nhớ rõ. Ngày đó thì ông bà ngoại ở cùng một quê luôn, xã Phú Tân, Cà Mau. Thời còn trẻ đó thì bà ngoại của bạn phải nói rất đẹp nha, đẹp người mà đẹp nết nữa. Cho nên thanh niên ở trong cái xã đó ai cũng biết hết, ai cũng lại để mà tán tỉnh, hy vọng bà ngoại sẽ thuộc về mình. Và trong cái đám thanh niên tới cưa cẩm bà ngoại, trong đó cũng có ông ngoại của bạn luôn. Sau một thời gian tới theo đuổi đó, thì cuối cùng bà ngoại đã chọn kết hôn với lại ông ngoại. Thời ngày đó khi mà quen nhau, người ta làm đám cưới rất là rớp rẽn. Và sau khi làm đám cưới xong, ông bà ngoại sống với nhau rất là hạnh phúc luôn. Ông ngoại lo cho bà ngoại rất nhiều. Cuối cùng thì ông bà ngoại có với nhau tổng cộng 7 người con. Cho tới khi bà ngoại mang bầu cái người con thứ út là dì út của bạn đó, lúc này bà ngoại mới phát hiện hình như ông ngoại đang quen với một người phụ nữ nào khác ở bên ngoài. Tại vì cái thời điểm đó, bà ngoại để ý là ông ngoại thường xuyên đi sớm về khuya, không có còn thương vợ con chăm lo như là hồi trước nữa, mà đặc biệt cứ mỗi lần đi đâu xa về là hành hạ đánh đập vợ con. Người ta nhìn thấy người ta khó chịu tới nỗi mà cái ông chính ở trong xóm, ngày hôm đó ổng mới qua nói với bà ngoại: "Vợ ông chính ơi, tao thấy hình như thằng chồng của mày á, nó đang lén phén, nó ngủ với con nhỏ nào á, ở trên xóm trên á. Đâu mày thử mày kêu nó về thử coi. Chứ tại vì hôm nay á, tao thấy nó tới lui ở trong nhà của con nhỏ đó. Tao kêu nó về với mày, nhưng mà nó không có chịu về. Nó nói á, tôi ở trên nhà này luôn rồi, tôi không có về với nó nữa đâu." Thật sự lúc đó bà ngoại nghe ông chính nói như vậy á, bà ngoại cũng sững sờ dữ lắm, không biết nói gì, chỉ biết á, đứng ở đó khóc thôi, chứ đâu làm được gì đâu. Nhưng mà thấy chồng mình cứ đi sớm về khuya hoài đó, thì tối hôm đó bà ngoại mới quyết định 8 giờ tối lội đi tìm chồng của mình coi là ổng đang ở đâu. Mà bạn nói lúc đó cái bụng bầu của bà ngoại đã 7 tháng trời rồi, cái bụng rất to, mà phải một mình lội trên cái đường đồng vắng đi tìm chồng của mình. Trên tay cầm thêm 2 cái cây rựa, có nghĩa là một cái cây dao khá là to. Lúc đó bà ngoại rất là tức, cho nên bà ngoại mới nghĩ trong bụng á, bữa nay mà nếu thấy ổng lén phén với con nhỏ nào, chắc là tao chém chết 2 đứa này luôn quá. Cái người phụ nữ đó chính là bà Út ở trên xóm trên á. Bà này thời điểm đó cũng gọi là sắc đẹp mặn mà lắm nha. Cho nên chính vì cái thông tin đó mà đêm nay bà ngoại mới quyết định băng cái đường đồng đi tìm ông ngoại. Nhưng mà không hiểu sao, kiểu giống như là đêm đó ông ngoại và cái người đàn bà đó biết trước là tối đêm nay thế nào bà ngoại cũng sẽ tìm tới cái ngôi nhà này. Cho nên trong cái đêm đó, trước khi ngủ thì ông ngoại và cái người đàn bà đó đã đi tìm những cái tàu lá dừa khô mọi người. Dùng những cái tàu lá dừa khô đó để mà dựng xung quanh cái ngôi nhà này nè, dựng cặp cặp cái bức tường của ngôi nhà này đó, để mà khi có ai người lạ đột nhập vào cái nhà này, những cái tàu lá dừa đó nó ngã xuống, nó sẽ kêu những cái tiếng cốp 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 á, thì ở trong nhà này sẽ biết bà ngoại đã tìm tới rồi và tìm cách lẩn trốn. Do là thời ngày đó khó khăn dữ lắm, ở nhà người ta không có làm cửa nẻo gì hết, nếu như mà có cửa, cái cửa nó cũng không có chắc chắn gì đâu. Cho tới khi bà ngoại tìm đúng cái ngôi nhà này thì bà ngoại mới thấy tại sao mà nguyên cái nhà nó được dừng lại bằng những cái tàu dừa khô như thế này. Thì trong đầu bà ngoại chắc là đã nghĩ được cái gì rồi. Cho nên bà ngoại cũng thông minh, bà ngoại mới né những cái tàu dừa này ra, đi bước lên trên nó luôn, không làm cho những cái tàu dừa này nó bị ngã xuống. Khi bà ngoại đã vô được tới trong phòng ngủ rồi,
thì bà ngoại mới sững sờ phát hiện ra rằng ông ngoại đang nằm ôm cái bà út đó, hai người đang xà nẹo với nhau nằm ngủ trên giường đó. Lúc đó trên tay của bà ngoại đang cầm cái dao chành rửa vậy nè, định là vung tay chém hai người này chết rồi. Nhưng khi nghĩ lại mấy đứa con của mình nheo nhóc ở nhà đó, nó còn chưa có thấy mặt cha của mình nữa, đặc biệt là cái đứa con ở trong bụng, cho nên bà ngoại dừng tay và đứng ở đó khóc. Bà ngoại chỉ la lớn lên với ông ngoại là bây giờ ông có chịu về hay không? Nếu như mà ông không về, ông đừng có trách tôi nha. Cuối cùng thì ông ngoại đã đồng ý đi theo bà ngoại, đi bằng đường đồng để mà về. Hai vợ chồng lội trên những cái con ruộng đi về nhà. Và trên đường về nhà, ông ngoại liên tục hối thúc bà ngoại, thôi tao với mày chia tay đi. Nếu như mà mày không ly dị tao thì mày đừng có hòng mày sống yên thân. Và rồi tối hôm đó, hai vợ chồng cũng dũng dẳng đi về tới nhà. Về tới nhà thì cũng rầy rà với nhau, đâu có nói chuyện thuận thảo gì đâu. Về nhà đâu được tới khoảng 1 giờ khuya đó, thì ông ngoại lại lật đật gom đồ đi lên tới trên nhà bà út để mà ngủ nữa, chứ đâu có muốn ngủ ở nhà với bà ngoại đâu. Đêm đó khi mà lên tới trên nhà trển á, bà út bả mới kêu ông ngoại á, bây giờ ông quyết định đi, ông về ông ly dị với nó. Nếu như mà ông không ly dị với nó đó, thì ông cũng không có yên thân với tôi đâu. Và ngay trong cái đêm hôm đó, ông ngoại đã quyết định đi theo chân cái bà út đó và ở trên nhà bả luôn, không có về với bà ngoại nữa. Sở dĩ mà cái thời điểm đó ông ngoại một hai nằng nặc nghe theo lời của bà út đó như vậy, chính là sau này bà ngoại và cả gia đình mới biết được ông ngoại bị dính một cái loại bùa máu kinh của cái người đàn bà tên là Út đó. Tại vì ông ngoại của bạn có cái tính là uống rượu ghiền, ngày nào ông ngoại cũng phải có một cái chai rượu kế bên, ăn cơm cũng phải uống rượu, uống nước trà nha, sáng nào cũng uống nước trà hết. Cứ ăn cơm mà không có rượu, tay chân nó lại run lẩy bẩy vậy nè, nó ngộ dữ lắm. Cho nên mỗi ngày là như vậy, khi mà ông ngoại để cái chai rượu để mà uống đó, bà mới pha cái thứ máu dơ đó vào trong cái chai rượu đó. Rồi bà nói đây là bà đã pha rượu thuốc vào trong cái chai rượu rồi. Do là rượu thuốc nó có cái màu đục đục, nâu nâu đỏ đỏ như vậy đó, uống nó ngon hơn. Và khi uống rượu đó, đâu thể nào thiếu thịt nướng được. Mỗi khi bà ướp thịt bà nướng, bà cũng pha một chút máu dơ đó vào trong miếng thịt để mà bà ướp bà nướng cho ông ngoại ăn. Thậm chí tới cái ly nước trà mà bà còn pha vô cho ông ngoại uống nữa. Nói chung tất cả những cái thức ăn gì của ông ngoại, bà đều pha trộn cái thứ bùa này vô cho ông ngoại. Cho nên là thời điểm đó, bà ngoại nói ở nhà, ông ngoại ông nghe lời cái bà út này dữ lắm, bà nói cái gì cũng tinh xái cổ hết. Trong cái quá trình mà bà út này, bà pha cái thứ máu dơ đó vào trong đồ ăn thức uống của ông ngoại đó, thì cái người giúp việc của bà út này nè, bà mới lén bà thấy. Bà thấy tại sao mà bà út lúc nào cũng pha cái máu đó vô cái nước này cho ông ngoại của bạn uống. Cho nên cái bà giúp việc á, bà mới nói, bà nói cô út ơi, sao mà cô út pha cái thứ này vô cho ông uống hoài vậy, làm gì thất đức lắm cô út. Nhưng mà cái bà đó lại bị bà út bà chửi. Bà út bà mới nói, cái chuyện này không phải chuyện của mày, chuyện là chuyện của tao, mày đừng có lo cái chuyện bao đồng. Mày mà nói thêm tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà đó. Kể từ cái đêm hôm đó, ông ngoại đã đi khỏi nhà và ở trên nhà của cái người đàn bà đó suốt một khoảng thời gian dài, không có về với bà ngoại. Cho tới khi bà ngoại đẻ dì Út ra được một tháng trời, thì cái ngày hôm đó ông ngoại ổng mới mò về nhà, ổng tìm mấy mẹ con mà ổng đánh đập. Lúc đó bà ngoại đang ẵm dì Út trên tay nè, đang cho con bú vậy đó, thì ông ngoại ổng mới lại ổng nắm đầu đánh đá bà ngoại tối bụi luôn. Mọi người biết ông ngoại của bạn cao tới 1m8, trong khi bà ngoại của bạn rất lùn, bà ngoại chỉ có khoảng 1m45 thôi, rất là nhỏ so với ông ngoại. Ngay lúc đó, không biết ông ngoại nắm cái đầu bà ngoại đá vô trong cái thành giường như thế nào, vô tình làm cho cái đầu của dì Út bạn, thời điểm đó dì Út mới có 1 tháng tuổi, cái đầu của dì Út nó đập vô cái cạnh giường, khiến cho máu chảy rất là nhiều. Cho nên bà ngoại mới nói, bây giờ ông thấy cái gì chưa, cái đầu của thằng nhỏ máu me nó chảy gan vậy đó, giờ này ông còn về ông hành mẹ con tôi nữa. Lúc đó chưa có nghe đâu, ông ngoại ổng đá bà ngoại thêm một cái, khiến cho bà ngoại bả bị gãy hai cái xương sườn luôn. Tới lúc đó thì ông ngoại ổng mới chịu dừng tay, tại vì thấy bà ngoại nằm mà bà ngoại rên la quá trời. Thật sự lúc đó rất là may mắn,
Tại vì ngay sau khi bà ngoại té xuống, bà ngoại la làng á, thì chòm xóm ở đó người ta mới chạy qua và đưa bà ngoại đi lên cái trạm xá gần đó. Sau cái ngày hôm đó, bà ngoại mới chính thức ly dị với ông ngoại luôn. Và bạn nói quả thật, báo ứng nó tới rất là nhanh. Tại vì chỉ sau một năm thôi, cái người đàn bà tên là Út đó, cái bà đó đã cặp bồ với ông ngoại, bà có đẻ ra một đứa con. Không biết đứa con này có phải là đứa con chung với ông ngoại hay không á, thì bạn không có đề cập. Nhưng mà Duy nghĩ chắc chắn nó là đứa con của ông ngoại bạn rồi. Khi đẻ cái đứa con này ra đó, xui sao đứa em bé này không có cái hậu môn mọi người, cho nên không thể nào đi đại tiện được hết trơn á. Theo như y học hiện đại bây giờ, người ta còn có thể rạch đường này đường kia cho cái đứa em bé đó nó thải cái chất thải ra. Nhưng mà do cái y tế thời năm 1950 mấy á, thì làm gì có chuyện phẫu thuật để mà cho em bé đi hậu môn bằng đường khác. Cho nên kết quả là chỉ sau một tuần lễ thôi, cái đứa em bé này nó đã chết. Còn riêng về ông ngoại của bạn, do là đã ngấm cái bùa này một khoảng thời gian rất lâu, cho nên ông ngoại ngày càng yếu dần và cũng mất luôn. Riêng cái người đàn bà đó, mặc dù đứa con của bà đã mất sau chỉ có một tuần lễ thôi, nhưng hiện tại tới bây giờ, người đàn bà đó vẫn còn sống cô đơn một mình à, không chồng, không con gì hết. Về bà ngoại của bạn, kể từ sau khi cái sự việc đó xảy ra đó, bà ngoại một thân một mình nuôi 7 đứa con khôn lớn. Và cho tới bây giờ luôn nè, vào khoảng 7 năm trước, cái người đàn bà tên Út đó đã tìm tới nhà của bà ngoại để mà đích thân xin lỗi bà ngoại về cái chuyện năm xưa. Lúc đó hai người đã già nua hết rồi, 70 mấy 80 tuổi hết rồi. Tới thời điểm đó thì bà Út mới ngồi kể hết những cái sự thật cho bà ngoại nghe rằng ngày xưa bà Út đã từng bỏ bùa như vậy cho ông ngoại đó, cho nên bà ngoại mới biết mà kể lại cho bạn. Sau khi ngồi một buổi trời kể cho bà ngoại nghe đó, thì bà Út bả xin lỗi bà ngoại quá trời, hy vọng được bà ngoại tha thứ. Nhưng bây giờ thời gian nó trôi qua mấy chục năm rồi, con cháu của mình cũng quá trời nhiều, đâu có còn giận hờn ai nữa đâu. Ông ngoại thì ổng cũng mất rồi, cho nên bà ngoại cũng bỏ qua luôn. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Và đây là tất cả những cái trải nghiệm mà bạn đã từng trải qua. Bạn nói năm 2005, gia đình của bạn chuyển lên Kiên Giang để mà sinh sống. Tại vì để chuẩn bị cho qua năm sau là năm 2006, cha của bạn điều chuyển lên Kiên Giang để mà làm kiểm lâm, giữ rừng phòng hộ, giữ rừng biên giới đó. Khi mà ba của bạn được điều chuyển lên trên đó, người ta mới sắp xếp cho ba bạn ở một cái khu vực. Cái khu vực này nó sát với cái đường biên giới Campuchia luôn nha, rất là vắng vẻ. Ở đó đâu có nhà người dân nhiều và hình như cũng không có nhà của ai luôn. Cho nên ba người này mới dựng lên một cái chốt để ở trong đó. Ba người, một người là ba của bạn, một người lính và một bác thiếu úy ở trong đó. Mọi người dựng đại cái chốt này để mà ở thôi. Chứ thực sự phía sau cái chốt này là một cái khoảng không. Nó là một cái khu rừng rất là bất tận, rừng rú rất là hoang sơ, nó rộng dữ lắm. Phía trước cũng có một cái con đường, nhưng mà cái đường này là cái đường lộ thôi, bề ngang của nó nhỏ dữ lắm. Và xung quanh phía bên sông không hề có một cái ngôi nhà nào cả. Nếu như mà muốn có nhà người dân, cách đó chắc tầm khoảng 1-2 cây số mới có nhà người dân, tại vì ở đó nằm heo hút ở trong rừng lận. Và theo như bạn diễn tả đó, đối diện cái chốt này cũng có một cái con sông, phía bên sông cũng là rừng. Cái thời gian đầu khi mà ba bạn chuyển về cái chốt này ở, không có gì xảy ra hết. Cho tới khi ở được tầm khoảng 2 tháng đó, thì ở cái khu vực chốt này có xảy ra một cái sự việc đó là giết người giấu xác. Cái xác này, thi thể này nằm cách cái chốt của ba bạn có 200 mét thôi. Và ba kể cho bạn nghe cái sự việc nó là như vậy nè. Tại vì ở gần khu vực đó có một cái người đàn ông. Ông này đi làm ăn xa ở đâu, ở thành phố hay sao đó. Ngày hôm đó ổng từ ở xa đi về nhà. Trên người của ổng có ôm theo một mớ tiền vàng, tại vì mới đi làm việc về mà, đem tiền về nhà. Lúc đó thì cái người đàn ông này có nhờ một cái thằng nó chở xe ôm cho ổng về nhà. Nhà ổng cũng chạy ngang cái khu vực chốt này luôn, nằm ở đâu sâu ở trong rừng á. Trong lúc mà cái ông đàn ông đó ngồi trên chiếc xe ôm của cái thằng này đó, chạy đâu tới cách chỗ cái chốt của ba bạn 200 mét, thì ông đàn ông này ổng mới mắc tiểu. Ổng mới nói thôi mày cho tao xuống, tao đi đái cái đi.
Do là lúc đầu á, cái thằng xe ôm nó cũng biết ông này đi làm ăn xa về nè, ổng có ôm trong người một số tiền, cho nên khi thấy ổng bước xuống ổng đi tiểu đó, nó đã nảy sinh lòng tham. Trong lúc ổng đang quay mặt xuống sông ổng tiểu á, thì nó cầm một cái ống tuyếp nó đã thủ sẵn ở trong cốp xe rồi, nó quất vô đầu ổng một cái á, khiến ổng giãy tê tê nằm xuống dưới đất chết luôn. Sau khi mà ổng chết á, nó đã đem xác của ổng nó để dưới mé sông á, rồi nó lấy lá cây á, nhánh cây khô á, nó lấp lại, tiền vàng của ổng nó gom hết trơn rồi nó chạy đi. Sau đó thì người dân ở đó người ta mới phát hiện ra cái xác này, người ta mới báo công an và phát hiện ra cái sự việc này. Bạn cũng không biết sự việc này có được lên báo hay không, nhưng chắc chắn người dân ở khu vực đó họ sẽ biết cái sự việc này. Nói chung thì cũng rất là xui cho cái chú đó. Tại vì ngày hôm đó khi mà ổng từ chỗ làm đi về quê, ổng muốn tạo bất ngờ cho gia đình, không có thông báo trước rằng ngày hôm nay ổng sẽ về nhà, cho nên sau khi mà ổng bị sát hại, người nhà đâu có biết đâu mà đi tìm. Thế rồi mãi cho tới khi ổng bị cái thằng xe ôm này nó giấu xác cho tới 3 ngày sau, ổng mới về báo mộng cho vợ của ổng. Ổng mới nói: em ơi, hồi 3 ngày trước anh có về nhà, nhưng mà anh bị cái thằng xe ôm nó đập đầu anh, nó giết anh rồi nó chôn xác của anh cặp cái mé lộ, sát cái mé sông này nè, ngay cái chốt này nè. Và cái chốt đó chính là cái chốt mà ba của bạn đang đóng ở đó đó. Ổng mới nói cho vợ ổng, cái xác của ổng nằm cách cái chốt này khoảng 200-300 mét. Em mới kêu mọi người tới kiếm đi, xác của anh nằm cặp cái đường lộ á. Thì lúc đó bà vợ mới tá hỏa ra, bà mới nhờ mọi người trong xóm chạy lại cái chốt của ba bạn cách đó khoảng 200-300 mét, tìm cái xác á, thì thấy cái xác của ổng đang nằm và đang phân hủy ở cặp cái mé lộ rồi. Sau khi mọi người phát hiện mới báo công an chính quyền, cho nên người ta mới xuống để mà an kết cái hiện trường này đó. Tới khi mà công an người ta xuống tới hiện trường, người ta cũng muốn tìm một cái chỗ nào đó để mà ngồi ghi giấy tờ, ghi lời khai rồi đó. Do là khu vực này nó hẻo lánh, đâu có nhà dân đâu, cho nên công an người ta mới mượn tạm đỡ cái chốt của ba bạn á, để mà vô đó lấy lời khai của bà vợ. Cuối cùng thì hung thủ có bị bắt hay không á, bạn không có biết rõ. Nhưng sau cái vụ này 3 tháng trời, bắt đầu ở cái chốt này mới có chuyện. Cái đêm hôm đó đó, là cái ông bác thiếu úy ở chung với ba của bạn trong chốt á, ổng có đi đám về khuya. Bác này là bác Sơn nha. Đêm đó khi bác Sơn ổng đi nhậu về á, nói là đi nhậu thôi, chứ trong người của ổng chỉ ngà ngà say thôi, chứ không phải say xỉn quá nha. Khi ổng về tới cái chốt này á, ổng mới thấy đêm đó nóng nực quá à, cho nên ổng không có vô trong chốt ngủ. Ổng mới giăng cái mùng á, ổng ra phía trước để mà ngủ. Mà phía trước này á, nó cũng cặp cái đường lộ, là cái đường mòn đó mọi người, nằm ở ngoài đó để mà ngủ. Nằm đâu cho tới khoảng 11-12 giờ khuya, ông bác Sơn á, ổng mới có cảm giác giống như là cái chân của ổng chạm vô một cái thứ gì đó nó rất là lạnh. Mọi người hình dung giống như mình đang ngủ mà có ai để một cái cục nước đá dưới chân mình vậy đó. Ổng cứ cựa quậy mà cứ đưa cái chân đụng vào cái thứ này, nó lạnh ngắt vậy đó. Một lúc sau ổng mới giật mình tỉnh dậy, thì ổng mới thấy ở dưới chân của ổng có một cái người đàn ông. Cái ông này đen xì à, mà cứ ngồi thù lù ở dưới chân của ổng, ngồi hoài ở dưới đó vậy đó. Khi mà gặp cái bóng người đàn ông này, bác Sơn ổng đã biết á, ông đó là ma rồi. Nhưng mà do bác Sơn ổng là bộ đội, ổng là thiếu úy mà, cho nên cái chuyện gặp ma quỷ ổng không hề sợ đâu. Ổng mới nói với cái ông này: Sao mà ngồi dưới chân của tôi, đi ra chỗ khác đi cho tôi ngủ, sao mà cứ vô đây ngồi dưới chân tôi, sao tôi ngủ được. Ông không đi ra tôi lấy súng tôi bắn ông à. Ngay sau khi bác Sơn nói câu đó, cái người đàn ông này ổng mới quay mặt, ổng mới trả lời bác Sơn một câu gì nè. Ông mới nói: ông cho tôi nằm đỡ đây đi, tại tôi thấy tôi lạnh quá. Mà tôi ngồi đây thôi chứ tôi đâu có làm gì ông đâu. Ông nói ông lấy súng ông bắn tôi, ông nhắm ông bắn tôi được không mà ông đòi bắn tôi. Mà tôi nói với ông nè, ông muốn làm cái gì tôi á, tôi làm lại ông á, ông nghĩ ông có làm lại tôi không mà ông nói mạnh miệng quá vậy. Thôi ông ráng cho tôi ngủ đêm nay đi, qua ngày hôm sau á, vợ của tôi á, nó kêu thầy rước cái vong của tôi về nhà rồi, tại vì đêm nay á, tôi chưa có biết đường về. Hay là hôm ấy tôi cho ông số đề, ông quýnh nha, ông đánh số đề không?
Nhưng mà khi tôi cho ông số đề ông đánh á, ông giữ bí mật nha, chỉ một mình ông biết thôi. Nếu như mà ông nói cho người khác biết á, tôi lấy cái số này lại nha. Và quả thật, khi mà cái ông này ông vừa nói dứt câu á, bác Sơn mới thấy ông cầm tay bác Sơn và ông vẽ lên trên tay một cái con số 19. Cái số 19 này nó đỏ tươi vậy đó, giống như viết bằng một cái loại mực gì đó, nó rất là chắc chắn. Thế là rồi, cái người đàn ông đó mất tiêu. Bác Sơn ổng ngủ cho tới sáng. Sáng hôm sau khi bác Sơn ổng thức dậy, đánh răng rửa mặt á, ổng cứ nghĩ đâu hồi tối hôm qua là một cái giấc mơ, mình gặp mộng mị thôi. Nhưng khi ổng đưa cái tay lên ổng rửa mặt á, ổng vẫn thấy hiện trên bàn tay của ổng là một cái con số 19 tròn vo à, mà nó đỏ tươi vậy đó. Ổng mới nhìn lên, ổng thấy lạ quá, thì ổng mới nhớ hồi tối hôm qua là có thiệt. Ổng mới rửa cái số này, nhưng mà rửa hoài nó không có trôi. Cái mực này không biết là cái mực gì mà nó dính dữ như vậy. Khi mà ông bác Sơn, ổng cứ rửa hoài cái số này không có ra. Ổng mới cầm cái tay vô, ổng nói với lại ba của bạn và một cái anh lính đang ở trong cái chốt á. Ổng mới kể lại hồi tối hôm qua vậy đó. Vừa kể xong, chuẩn bị đưa cái bàn tay lên để mà cho mọi người thấy cái số 19 á, thì cái số 19 này nó mất tiêu, nó đâu còn nữa đâu. Thành ra sau khi cái số này nó mất á, ba của bạn với lại cái anh lính đó đâu có tin, nói là bác Sơn này á, ổng chỉ nằm chim bao tào lao thôi. Tại vì kể từ cái ngày mà phát hiện cái xác người đàn ông đó cách cái chốt này 200m, ba của bạn với lại cái anh lính á, đâu có bị nhát đâu, cho nên hai người đó không có tin. Mọi chuyện nó cũng trôi qua đâu khoảng một năm mấy, hai năm sau, là năm 2008 á. Thời điểm đó ba của bạn cũng được điều chuyển về công tác tại một đơn vị cũng gần nhà và cũng giữ rừng luôn. Nhưng lúc này á, đỡ hơn hồi 1-2 năm trước, có nghĩa là không phải ở trong một cái chốt tạm bợ nữa, mà lúc này ba được ở trong một cái đơn vị hẳn hoi luôn. Về đó thì cũng giữ rừng, cái khu gần nhà bạn nó cũng hẻo lánh nữa, rừng rú không à. Ở bên sông á, mới có cái con đường lộ, mà sau cái đường lộ đó cũng là một cái cánh rừng của cái nông trường. Cái khu đơn vị này nó cũng khang trang, gồm có 3 phòng và có 2 cái giường để ở ngoài. Nhà bếp đồ thì cũng được cất riêng ở phía sau cho mọi người nấu ăn luôn nha, khá là tiện. Ở chỗ này thì ba bạn thích nhất đó chính là cái cửa sổ. Tại vì cái cửa sổ nó rất là to, nó đón gió rất nhiều, cho nên ngủ ban ngày hay ban đêm gì không cần phải đóng cửa, gió nó cứ lồng lộng vô trong vậy đó, nó mát dữ lắm. Và cũng do thời điểm đó gia đình của bạn khó khăn, cho nên ba mới xin với đơn vị là thôi, cho gia đình của mình được lên trên đơn vị này ở chung với nhau luôn đi, chứ để ở nhà không có yên tâm. Và rồi đơn vị đó người ta cũng chấp nhận, hai mẹ con của bạn cũng lên trên đó ở cùng với ba luôn. Cái lúc ba bạn chuyển về đơn vị này á, thì ông bác Sơn là cái bác thiếu úy á, ổng cũng về theo ở đây. Vài tháng đầu mọi người ở không có gì, cho tới khi vợ của bác Sơn này á, bả vô đó để mà nấu cơm cho mọi người đó, mới có chuyện xảy ra tiếp. Cái ngày hôm đó, bác Sơn ổng cũng đi đám cưới về khuya, tới khoảng 10 giờ ổng mới về. Thời điểm đó 10 giờ cũng gọi là khuya rồi nha, tại vì rừng rú không à, đường thì nó nhỏ, đường mòn, không có điện nữa, cho nên ở đó tối là toàn xài đèn dầu không thôi. Thêm một cái nữa đó, ở bên phía của cái đơn vị này nè, nó đâu có cái đường đâu. Muốn đi đám cưới thì phải chèo xuồng qua bên sông, ở bên sông mới có đường. Khi mà đi về phải chèo xuồng qua sông mới về cái đơn vị này được. Thành ra sau khi mà bác Sơn ổng đi đám cưới về, ổng mới gọi với qua đây kêu bà bác gái vợ của ổng chèo xuồng qua bên sông để mà rước ổng về đơn vị. Do là cũng tối nữa, bà bác gái chắc bà đang buồn ngủ, thành ra khi bà qua bên sông, bà rước ông bác Sơn về tới nửa sông thì bà mới quạo, bà mới chửi. Tại vì tính tình của bà bác gái này bà cũng cọc tính dữ lắm, bà hay chửi nữa. Chèo xuồng được tới nửa sông rồi, bà mới quạo lên, bà chửi ổng. Bà chửi là cái tội đi nhậu về khuya, đường thì vắng mà giờ này mới chịu về. Hai người nói chuyện cãi qua cãi lại một hồi thì cái bà bác gái bà mới nổi nóng lên, bà cầm cái cây dầm bà khỏ lên đầu của ông bác Sơn một cái đau điếng gì đó. Cho nên ông bác Sơn ổng cũng quạo. Cuối cùng là hai vợ chồng bơi xuồng về mà đánh lộn ở trên xuồng luôn. Bà bác gái bà cũng đâu có dừa, trong khi ông bác Sơn ổng đã có rượu ở trong người rồi. Hai vợ chồng không ai chịu thua ai hết.
Khi lên tới trên bờ rồi á, thì ba của bạn là cái người can ngăn ra. Cuối cùng hai vợ chồng á, giận nhau, không có nói chuyện với nhau nữa. Bà bác gái á, bà mới ôm gói mùng qua bên một cái phòng. Cái phòng này á, là cái phòng trống, không có ai ngủ hết. Cái phòng đó được một cái á, nó có cái cửa sổ rất to và phòng đó cũng rất là mát. Bà ôm gói mền qua bên cái phòng đó, bà ngủ riêng. Bà không có ngủ chung với ông chồng của mình nữa, tại vì đang giận mà. 6 ngày đầu ngủ rất bình thường. Cho tới cái ngày thứ 7, đang ngủ thì bác gái, bà mới nhìn thấy ở dưới chân của bà có một cái đứa con nít. Cái đứa này nó cũng đen thùi lùi à, nó ngồi ở đó mà nó quay mặt, nó nhìn vô bà chằm chằm vậy đó. Lúc đó cơ thể của bà đã cứng ngắc rồi nha. Kế bên của bà đó là một cái cửa sổ khá là lớn, do là nó mát, đâu có chịu đóng cái cửa sổ lại đâu. Khi bà thấy cái thằng con nít này rồi, bà mới vô tình nhìn qua cửa sổ, thì bà thấy đứng ở ngoài cửa sổ là hai người, một nam, một nữ, mà hai người này mặt mày tối thui giống như là bị chết cháy vậy đó. Nhìn chằm chằm vô bác mà cái mặt rất là hung nha. Hai người này mới nói: sao mà mày ngủ cái chỗ của tao? Mày biết cái chỗ này là chỗ của tao không? Qua bữa sau mày còn ngủ ở chỗ này nữa đó, tao kéo mày theo luôn. Nói dứt câu thì hai cái người này cùng với đứa con nít biến mất tiêu. Lúc đó hả bạn nói, bác gái bà sợ tới mức á, bà tiểu trong quần luôn. Giữa đêm á, bà ôm gói mền, bà chỉ biết lết lết qua bên phòng của bác Sơn để ngủ thôi đó. Lúc đó không có còn biết giận hay gì nữa rồi. Tới sáng hôm sau á, bà mới kể lại cho mọi người nghe. Thì trong ngày hôm sau bác gái á, bà bị sốt nằm ly bì luôn. Lúc đó thì ba của bạn mới kêu á, thôi chị làm một cái mâm cơm cúng cho người ta đi, tại ở đây rừng rú không à, vong linh người ta cũng nhiều lắm. Sau khi cúng á, thì bác gái á, bà mới hết sốt đó. Kể từ sau cái vụ mà bác gái bà bị nhét trong cái phòng đó đó, ai cũng sợ hết. Cho nên mọi người quyết định không có vô cái phòng đó để mà ngủ nữa. Thành ra chỉ dùng cái phòng đó để mà để những cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng thôi, chứ không ai bén mảng vô đó hết. Bạn thì vô đơn vị đó ở chung với ba cũng được mấy năm trời, nhưng không bị ai nhát cả. Cho tới cái lần đó ở trong rừng có một cái vụ cháy, cho nên là ba cùng với lại bác Sơn và cái anh lính, tất cả mọi người đều đi vào trong rừng để mà chữa cháy. Chỉ còn một mình bạn ở lại cái đơn vị này thôi, đợi ba của bạn về. Nằm đâu cho tới khoảng 8-9 giờ tối, bạn mới thấy mệt, cho nên bạn mới vô trong phòng của ba để mà nằm ngủ. Cái phòng của ba cũng có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này, cái hướng nhìn của nó là nhìn thẳng qua bên sông. Ở bên sông có một cái con lộ luôn. Đang nằm thiêu thiêu vào giấc ngủ, chứ chưa gọi là ngủ sâu nữa, bạn mới có cảm giác giống như là ai cầm hai cái giò của mình rịch xuống dưới vậy đó, kéo thẳng xuống dưới đất luôn. Bạn vừa mở mắt ra giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở dưới đất rồi. Mà bạn nói, mọi người biết cái giường của bộ đội mà, hai đầu của cái giường bộ đội lúc nào nó cũng có những cái thanh chắn hết trơn. Thì bạn không hiểu tại sao mà dù có cái thanh chắn đó rồi, bạn bị rịch cái chân, cả người của bạn rớt xuống đất luôn. Tới khi mà rớt xuống đất rồi đó, bạn mới hoàn hồn tỉnh dậy, thì bạn mới thấy ở dưới cái chân giường này là một cái xào quần áo. Thì ai ở đâu đây có thể đứng trong cái xào quần áo này mà kéo cái chân bạn xuống được chứ. Cho nên bạn quéo ở trơn rồi, chạy ra thẳng ở ngoài đường đợi ba của mình về, chứ không còn dám ở trong phòng nữa. Mặc dù lúc này đôi khi ở ngoài đường nó còn ghê hơn là trong đơn vị nữa, tại vì ở ngoài đường nó tối hù à, rừng rú không vậy đó. Đó cũng chính là một trong những cái đêm rất là kinh hoàng đối với bạn luôn. Cho tới mãi sau này, bạn mới nghe ba cùng với mọi người nói lại. Trước khi mà xây lên cái đơn vị này thì cái căn phòng đó là cái căn phòng đối diện với nhà bếp. Ở đó ngày trước là một cái nhà đã từng xảy ra một cái vụ hỏa hoạn khiến cho 4 người chết, hai vợ chồng và hai đứa con cùng nhau chết cháy tại cái căn phòng đó. Cho nên sau khi mọi người sâu chuỗi lại mọi việc thì mọi người mới nhớ lại bác gái vợ của bác Sơn đã từng thấy hai vợ chồng và cái đứa con đó hiện ra trong cái căn phòng này với hình dạng bị chết cháy đen thùi lùi. Sau một khoảng thời gian bạn ở đơn vị chung với ba đó, mẹ của bạn thì đi làm, cho nên mẹ cũng nhớ bạn lắm. Mẹ mới muốn là bạn về nhà để mà thăm cho đỡ nhớ, với lại bạn cũng bỏ nhà lâu quá rồi. Hôm đó thì ba mới nói,
con đi về nhà với mẹ trước đi, ba sẽ về sau. Nói sơ về khu vực nhà của bạn, nhà của bạn có khoảng tầm 20 cái nhà thôi. Cái xóm này thì Duy cũng đã từng mô tả ở trong cái câu chuyện mà thằng bé Minh, con của chị Hạnh, nó bị chết bởi té vào cái nồi nước sôi của cái nồi xương hầm vào ngày mùng 3 Tết đó mọi người. Nói chung, do xóm của bạn cũng ở gần rừng, cho nên người dân người ta di tản và người ta đi chỗ khác làm ăn hết trơn rồi. Tầm có mười mấy hai chục ngôi nhà thôi. Nhà của bạn á, người lớn mới nói ở đây ngày xưa là một cái hầm quân sự rất lớn. Sau khi cha với mẹ bạn ở nhà cũng bị nhát rất nhiều, cho nên mẹ mới đi coi thầy. Thầy mới nói á, cái đất của nhà bạn á, ở dưới đó vẫn còn xác của chiến sĩ rất là nhiều. Những bộ xương, những bộ hài cốt của chiến sĩ á, mà người ta chưa được khai quật lên á, ở dưới còn khoảng mười mấy hai chục bộ xương ở dưới á. Thầy nói người ta lên người ta giỡn thôi, chứ người ta không có hại gì cả. Và sau này có làm đám giỗ đám quả gì á, thì mẹ bạn cũng nên làm một cái mâm riêng để mà cúng cho những cái người chiến sĩ này, thì người ta sẽ không có phá phách gì đâu. Kể từ đó thì mỗi lần đám giỗ gì á, mẹ cũng làm riêng một cái mâm để mà cúng cho những người chiến sĩ này. Bạn miêu tả đó, cái nhà của bạn được cất theo cái kiểu nhà miền Tây cấp 4 ngày xưa á. Từ phía trước có thể nhìn ra được phía sau, rồi xây bằng những cái tấm ván á, ngăn ra những cái phòng nhỏ nhỏ thôi. Thường nhà ngày xưa ở dưới đó chắc khoảng một cái phòng là dữ lắm rồi. Ở trong phòng á, thì mẹ của bạn đốt bằng đèn cà na. Nhưng ngày đó ở dưới đó có điện, mà điện nó yếu dữ lắm, cái đèn nó cũng mờ nữa. Kế bên cái phòng ngủ, phía ở ngoài á, mẹ của bạn có mắc một cái võng để mà buổi trưa ra đó nằm cho mát, chứ không có nằm trong phòng. Khuya đêm đó, hai mẹ con á, đang ngủ ở trong phòng, thì bạn mới nghe cái tiếng võng nó cứ đưa cọt kẹt, giống như ai đang nằm đưa võng vậy đó. Bạn mới nằm ở trong phòng nha, mà bạn nhìn qua cái kẽ của hai tấm ván á, tại vì cái tấm vách ngăn không có xây bằng xi măng, mà người ta chỉ ngăn lại bằng những cái tấm ván thôi, nó sẽ có những cái khe hở. Bạn nhìn qua khe hở thì bạn thấy có một cái người đàn ông mặc cái bộ đồ rằn ri của lính á, nằm ở trên cái võng đó mà cứ đưa qua đưa lại, kéo cái điếu thuốc vậy nè. Mà cái tàn thuốc á, nó đỏ tươi, nó đỏ mà giống như mình đang hút thuốc, mình rít một cái hơi vậy đó. Lúc đó còn nhỏ, cho nên bạn cứ nghĩ đâu á, ba mình về rồi nằm ngoài võng đó thôi à, chứ đâu có nghĩ gì nhiều. Đang nằm suy nghĩ vậy đó, cái bạn mới nghe mẹ nằm kế bên á, mẹ mới la ú a ú ớ gì đó. Trời ơi, bạn cứ lay mẹ bạn dậy, bạn kêu mẹ ơi, mẹ. Mà bà mẹ bà đâu có tỉnh đâu. Một hồi sau á, mẹ bà mới mở mắt hí hí ra, mà không mở hết nguyên con mắt nữa. Lúc đó mẹ của bạn chưa có tỉnh hẳn, bạn mới lấy tay vỗ vô mặt của mẹ bạn vậy nè. Một hồi thì mẹ mới tỉnh. Mà bạn thấy mẹ của bạn giống như thở hơi lên vậy đó, thở không nổi vậy đó. Bà mẹ bà mới chửi, bà nói cái thứ gì á, năm nào cũng cúng cho ăn mà cứ về phá hoài, năm nay tao không thèm cúng cho ăn luôn, cho biết mặt. Thế rồi hai mẹ con cũng ngủ tới sáng. Bạn cũng không biết là mẹ bạn chửi ai, mà hồi nãy giờ mẹ bạn bị cái gì nữa. Lúc đó bạn cũng quên luôn cái người đàn ông đang nằm ở ngoài võng đó là ai. Cho tới sáng hôm sau, khi hai mẹ con thức dậy rồi, bạn mới thấy ba của bạn đạp xe đạp toàn tan đi về nhà. Cho nên bạn mới thấy lạ. Bạn hỏi, ủa ba, hồi tối ba ở nhà sao giờ này ba đạp xe đạp đi về? Thì ba mới nói, hồi tối ba đâu có về được đâu, bác Sơn của con ổng đi công chuyện, cho nên sáng nay ba mới về nhà được nè. Lúc đó là bạn giật mình rồi, cho nên bạn mới kể cho ba nghe cái chuyện hồi tối bạn thấy ở ngoài võng với lại mẹ của bạn bị như vậy á. Lúc đó thì mẹ cũng có ở đó, cho nên mẹ mới kể cho ba nghe cái chuyện xảy ra hồi tối hôm qua. Mẹ nói, anh biết không, hồi tối khi em đang ngủ với con á, em mới thấy một cái thằng đó nó mặc đồ lính, nó trèo lên giường á, mà nó ôm ngang eo của em vậy nè. Em mới tưởng đâu là anh về không hả. Nhưng mà khi em định quay qua em hỏi á, thì cái người của em nó cứng ngắc cứng đơ vậy đó. Em ngửi thấy á, thì em thấy cái mùi nó khét lẹt à, giống như là cái mùi thịt nướng mà nướng nó bị khét vậy đó. Lúc đó là em biết không phải là anh rồi, cho nên em mới chửi nó quá trời chửi luôn. Thì sau khi em chửi xong á, nó mất tiêu. Em mới nhìn ra cửa buồng á, thì em mới thấy có một cái ông lính khác. Cái ông này á, ổng cũng mặc cái bộ đồ rằn ri giống như anh luôn. Ổng mới đứng ngoài á, ổng nói vọng vô trong phòng á, ổng nói, cho tôi xin lỗi nha, thằng đó là thằng lính mới, nó không biết gì hết á, nó vô nó giỡn chơi thôi,
chứ không có ý gì đâu. Để tôi về tôi la nó lại. Ngày mai á, nhớ đốt cho tôi điếu thuốc nha. Vừa nói xong câu đó, ông lính này biến mất tiêu. Sau khi ba nghe mẹ kể như vậy á, ba cũng im, không nói gì hết á. Chỉ đi ra phía sau nhà, đốt vài điếu thuốc rồi cúng cho người ta thôi. Tại vì ba cũng biết, cái đất nhà mình á, vong bộ đội rất nhiều. Người ta cứ hiện về vậy hoài á, cũng không có gì đâu. Cũng do là nhà bạn á, nhiều vong tới nỗi ai xin ngủ nhờ cũng bị thấy hết trơn á. Điển hình như là cái năm đó, ở khúc nhà bạn hay có những cái đoàn của người trong đạo Hòa Hảo á, người ta đi hốt thuốc nam, rồi lỡ đường á, người ta xin vô nhà của bạn ngủ nhờ. Cái đêm đó cũng có một cái đoàn người vô trong nhà bạn ngủ nhờ. Tới nửa đêm thôi thì người ta cuốn gối đi ra khỏi nhà của bạn, giống như là người ta sợ hãi một cái điều gì đó vậy đó. Mẹ cũng hỏi, người ta mới nói, những người ở trong nhà của cô người ta không có cho tụi tôi ở, tại vì người ta nói vô đây ở mà không có xin phép, cho nên người ta đuổi. Thôi thôi, tụi tôi đi nha. Qua ngày hôm sau, cũng có hai ông bác đó khoảng 60 tuổi vô nhà của bạn ngủ lại bị nhát tiếp. Nhưng mà sau khi mẹ kể cho hai ông bác đó nghe cái chuyện của cái đoàn người ngày hôm qua mới bị đuổi đó, thì hai ông bác đó cũng biết rồi, biết cái nhà này có vong rồi. Cho nên đêm đó đó, hai ông bác lại ngủ tiếp và có bày đồ ra cúng cho người ta. Thì cuối cùng cái đêm hôm đó, hai ông bác này được ngủ bình yên, không có bị nhát hay là bị đuổi gì nữa cả. Và đó là tất cả những câu chuyện đã xảy ra trong đơn vị của ba bạn, cũng như là ở nhà của bạn, một ngôi nhà ở khu vực rừng Kiên Giang, mà Duy nghĩ đây chắc là rừng U Minh đó mọi người. Cho tới hiện tại bây giờ, không biết gia đình của bạn có còn ở cái khu vực đó hay không, bạn không có nói. Nhưng mà Duy vẫn hy vọng sẽ đón nhận tiếp những cái câu chuyện thật là hay của bạn nữa. Và nghe tới đây, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi đó mọi người. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube để giúp Duy với nha. Nếu mọi người thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi những câu chuyện thật là hay tiếp theo nha mọi người. Xin kính chào tạm biệt mọi người.